Vâng, cửa hàng Hiếu Mỹ Audio xin kính chào các bác. Thì hôm nay bên em có đi nâng cấp cho bác khách một chiếc vang S750 của DB Acoustic. Thì đây là không gian nhà bác ấy. Nhà bác đánh một đôi loa tự gióng, thì tự gióng một thùng, một đôi BOV và một chiếc hai chiếc âm ly, một chiếc súp chắc bác cũng tự gióng nốt sao? Vâng, mua súp là hàng Sài Gòn. Và bác ký trước đấy thì bác có dùng con vang TD-T8. Hôm nay bên em có đi nâng cấp cho bác ấy lên con vang S750 vang DB. Thì bác có một bộ Việt cây này, một chiếc mic Bayer. Mời các bác xem lại phòng của bác ấy. Thì cũng khá là nhỏ, chắc phòng này chắc được chục mét, chưa được chục mét. Chưa được. Chỉ có là còn không gian ngoài thôi, còn nữa tình phòng thì chắc chưa được chục mét. Thì sau đây em set up xong thì mời các bác vào nghe qua đoạn nhạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.